rõ ràng hôm nay đến lượt em Cam rửa bát, thế mà lại cứ đẩy sang cho mình. Công nhận em Cam em lười thật đấy. Bao nhiêu lần rồi chả chịu làm việc nhà cái gì cả các bạn ạ. Lúc nào cũng lấy hết lý do này tới lý do khác. Hôm thì bảo là không có nước này, hôm thì bảo là cái chậu rửa bát nó bẩn quá này, hôm thì lại bảo là hôm nay sao mà nhiều bát thế, tìm đủ mọi lý do luôn. À, quên nước sân này hay rồi. Đấy, các cậu ơi, lại còn đang ngồi xem tivi ở trong nhà kia kìa. Thật là hết chịu nổi rồi. Cậu đang làm bẩn cái gì thế? Ui, giật cả mình, cậu đến từ bao giờ đây? Tớ đang bực mình với em Cam nên bây giờ em mới lười làm việc nhà, đang chả chịu làm cái gì đâu. Rửa bát dễ thế này mà cũng không làm á? Đúng rồi, em lại cứ chê là mấy cái chậu này là xấu, nên cả nó bẩn, thế là không chịu rửa cậu ạ. À, xấu mới bẩn à? Thế thì tớ có cách này giúp đỡ cậu đấy. A few moments later. Tớ mang đến cho hai anh em nhà cậu một điều bất ngờ đây. Chiếc hộp này sẽ giúp em Cam nhà cậu chăm chỉ làm việc nhà hơn đấy. Chiếc hộp thần kỳ à? Mà sao lại giúp được em Cam chăm chỉ làm việc nhà hơn? Đúng đấy, đây chính là chiếc hộp thần kỳ của Doraemon gửi tặng tớ đấy. Đây là cái gì vừa rơi ra tôi cũng không biết được. Chắc là một cái món đồ gì đấy để đặt ghép vào đây. Đây là khui cái món đồ này ra nhá. Wow. Em Cam à, lười rửa bát đúng không? Đúng rồi. Thế thì tớ mang đến cho em Cam một món đồ bảo bối này đây. Đây chính là em. Cả em cũng thế này. À, thế này em Sam với cả em Cam là không chịu làm việc nhà giúp đỡ ông bà cha mẹ. Các bạn nhà mình không được giống như em Cam em Sam đâu nhá. Em chỉ lau nhà thôi à. Thế nhưng mà rửa bát này, nấu ăn các thứ là các em cũng phải phụ giúp người lớn nữa đây. Đây là cái vòi gì đây nhỉ? Em Sam có biết đây là cái vòi gì không? Cái vòi nước. Đúng rồi, đây chính là một cái vòi nước đây. Thì mình sẽ lắp cái vòi nước này vào đây này. Thế còn em Cam có biết đây là hai cái hộp gì không? Đây hộp rửa bát. Đây chính là chai rửa bát nhá, dầu rửa bát. Còn cái chai này là chai nước rửa tay. Khi mà em Cam nấu ăn tay bẩn ý thì em Cam sẽ bóp nước rửa tay ra ở đây để rửa tay nhá. Trong bộ đồ này có rất nhiều thứ hay ho đó. Đây là gì đây? Đúng rồi, một két rau củ quả. Còn đây chính là chiếc rổ. Em Cam sẽ cho rau củ quả vào đây nhá. Cam với Sam sẽ rửa rau củ quả rửa tay. Cam ơi, cái gì đây? À, cái này là cái gì ấy nhỉ? Trông lạ lạ em Cam với cả em Sam ơi. Bốn cái trụ như là bốn cái chân của này ấy. Cái này á, các bạn nhà mình biết cái miếng này là miếng gì không? Miếng để rửa bát. À đúng rồi, em Sam thông minh thật đấy. Cái miếng này á là để mình đổ dầu rửa bát vào đây này. Xong rồi mình chà này đấy, mình rửa bát, mình rửa các thứ nha. Thì ra là một cái chậu rửa bát và rất nhiều dụng cụ làm bếp các cậu ơi. Được rồi, bây giờ để tớ sẽ lắp cái chậu rửa bát này lên nhá. Lắp bốn cái chân này lên nè. Tiếp này. Lắp vào đây. Lắp vào đây. Lắp vào đây này. Còn nốt bên này nữa đó. Rồi, mình cũng có một cái chậu rửa bát rồi. Rất là to và đẹp luôn. Cái này là những cái gì? Hả? Cái này là dĩa cả nước đấy, để chế biến đồ ăn đúng không? Đây chính là một cái thớt này. Mình sẽ treo đâu? Đây. Treo vào đây. Chai dầu rửa bát này thì mình để ở đâu được nhỉ? Tớ nghĩ là mình cứ để sau đã. Bây giờ sẽ treo hết cái dao này lên. Dao này. Thìa môi này, cho hết lên đây. Nhìn này chị Trang ơi. Wow, em sang có học cái gì đây? Wow, đây chính là một chiếc tạp dề đấy. Bây giờ tớ sẽ hoàn thành nốt cái kệ này nhá. Okay, lắp cái thanh này vào đây này. Cái này là cậu biết là cái gì không? Cái là cái gì? Cái giá để bắt mũi.
ra để bát đũa. Khi nào mình rửa xong ấy thì mình sẽ kê các cái bát mấy đĩa ở đây này cho nó nhỏ nước xuống bồn. Wow. Đấy. Thế còn hai cái rổ này thì chúng mình sẽ để hai bên này. À, rổ đựng rau củ quả. Đấy. Ui chà. Được, đẹp luôn. Đấy, đĩa mình sẽ để trên này này. Yeah. Đấy. Thế con vịt này để làm gì vậy? Con vịt này á? Ồ, lúc này em Sam cầm chị mới nhớ ra đấy. Con vịt này để làm gì chị cũng không biết được. Một con vịt rất là xinh xắn luôn. Thế nhưng mà nó lại còn có những cái chiếc quạt nhỏ. Quạt này cắm lên đầu con vịt à? Chị không biết được luôn. Có phải con vịt này cầm cái thanh này không? Có. Chị Trang ơi, đây là một chiếc quạt đấy. À, một chiếc quạt à? Lắp vào như thế này. Đúng rồi, đây chính là một chiếc quạt mini. Lắp con vịt vào đây à? Ồ, hình như là đúng rồi cậu ơi. Con vịt sẽ ở trên đầu này. Đây chỉ là một con vịt trang trí thôi. Con vịt thích cơ này. Chúng mình trang trí đi. A few moments later. Được rồi đấy. Để em chuẩn bị món ăn nhỉ. Come here. Chiên cà chua là. Ôi, đĩa bẩn hết rồi. Chị Sam giúp em rửa đĩa đi. Nước để đây, nước để đây. Em Sam biết cách sử dụng cái bồn rửa bát này chưa? Đây, đầu tiên nhá, là mấy cái đĩa này của em Cam đang bị bẩn đúng không? Em Sam sẽ vặn cái vòi này bằng cách này. Đấy, nước bắt đầu chảy ra rồi. Đầu tiên, chúng mình sẽ làm ướt đĩa. Tiếp đó, lấy dầu rửa bát, cho một ít vào miếng khăn rửa, tạo bọt và bắt đầu làm sạch bát đĩa bẩn. Sau khi rửa xong, chúng mình sẽ tráng qua lại với nước sạch. Đơn giản vậy á. Bây giờ Sam và Cam cùng thực hành nhé. Đúng rồi, chúng mình phải kỳ cọ thật là sạch mặt trước và mặt sau. Rửa bát đi thật đi. Chỗ cọ này cũng bị bẩn rồi. Mình phải rửa chặt chú. Làm mình lại phải đi lau nhà. Đúng là từ lúc có cái chậu rửa bát mới, mấy cả bộ dụng cụ làm bếp, các em nhà mình chịu khó làm việc nhà hẳn.